chính là vòng mang tên định vị. Và ba người chơi thân mến, vòng này thì không phải là mỗi người chọn một câu nữa, mà chỉ có một câu thôi, được thống nhất bởi ba thành viên. Ai sẽ là người quyết định lựa chọn đây? Chắc nhường cho Yến Lê đi nhỉ? Đúng rồi, Yến Lê là con gái. Chọn cái gì anh? Anh nghĩ là nên chọn câu dễ. Câu 3, anh nghĩ tư duy hoặc kiến thức câu 3 thôi em anh. Tại mình còn vòng 3. Nếu được may mắn vào thì mình sẽ chọn câu 2. Cho nên anh nghĩ chọn câu 3. Câu 3 ha? Em nghĩ là thôi, okay. Để phần kiến thức đi cho đỡ bị mẹo nha. Đúng rồi. Ok, em chọn phần kiến thức câu 3. Câu hỏi số 3 như sau. Chỉ khi nào Suka chịu lái xe, cô ấy mới có thể đi xem phim. Nhận định nào đúng với câu trên? Có 4 sự gợi ý như sau. Nếu Suka đi xem phim, tức là cô ấy đã lái xe. Nếu Suka không lái xe, cô ấy không thể đi xem phim. Nếu Suka lái xe, tức là cô ấy đã đi xem phim. Cả ý 1 và ý 2 đều đúng. 30 giây trả lời bắt đầu. Rồi. Năm, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời Tuấn Kiệt, kết quả của bạn là gì? Một trong những mẹo của những người học sinh khi làm trắc nghiệm là cứ thấy tất cả đều đúng thì phải chọn. Đúng rồi, mình cũng vậy luôn Kiệt ơi. Có gì sai chung nha. Dạ. Lúc đầu em cũng nghĩ như anh Kiệt đó, nhưng mà nhìn lại thấy có một vế không đúng. Là B, nếu Suka không lái xe thì không thể nào đồng nghĩa với ở bên trên được. Tại vì chỉ khi nào Suka chịu lái xe, cô mới có thể đi xem phim. Em chọn luôn là cái 3, là nếu Suka lái xe, tức là cô ấy đi xem phim. Theo như ban tổ chức, rất quyền lực của chương trình. Câu 3 hợp lý nhất. Câu số 1, nếu Suka đi xem phim, tức là cô ấy đã lái xe, thì nó cũng hợp lý. Câu số 2 là nếu Suka không lái xe, chắc chắn là không đi xem phim được rồi. Đúng rồi. Thì cũng hợp lý luôn. Vậy thì nói gì nữa? Câu 4. Câu là chính xác là cả ý 1, dễ 2 đều đúng. Chúc mừng các bạn khán giả. Kiệt ơi. Với kiến thức trẻ thơ của mình, dạ, đã giúp cho các bạn có thêm 10 điểm nữa trong vòng này. Yến Lê bị trừ 5 điểm. Nhưng mà bây giờ điểm số không còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ chúng ta sẽ loại tiếp một người nữa. Mà các bạn nghĩ người đó là cao thủ? Em có nghi ngờ của em rồi. Là ai? Em thấy em có suy nghĩ chung với cả Hoàng Yến Chibi, đó là anh Đăng. Vì sao? Vừa rồi thấy anh Đăng đúng này. Câu trước nữa anh Đăng đúng đúng không? Có một câu anh Đăng đúng nữa. Và câu con đường dài và hẹp là một mình anh Đăng chọn câu đó. Và anh Đăng đúng. Thì giờ khi mà giả soát lại thì em thấy là chắc là hơi nghi anh Đăng một chút. Đăng, nói gì đi chứ người ta nghiêm quá. Thôi Kiệt nói luôn, không có nghi ngờ anh không? Yến 50% phải không? Anh xin được bù thêm 50% đó nữa. Thật sự mà nói là vậy, em vẫn nghĩ là Yến là cao thủ. Và Yến bị loại rồi, chọn anh Đăng. Vì nãy giờ cảm giác điểm anh nhiều quá. Đó, chỉ vậy thôi. Tại vì vấn đề là cái người cao điểm nhất là cái người sẽ được phần thưởng của chương trình. Vậy thì cao thủ bị loại rồi, thì bây giờ chỉ có người cao điểm nhất là anh Đăng. Anh Đăng đi để tụi em tranh nhau vậy thôi. Nhưng vòng này Quang Đăng không phải cao thủ. Chúng ta loại, chúng ta sẽ bị trừ điểm của Quang Đăng chia đều cho hai bạn, chứ không phải được cộng. Và đặc biệt hơn hết, nhắc lại cho ba bạn biết, nếu cao thủ vẫn còn tồn tại ở đây thì đến cuối chương trình họ sẽ được cộng 100 điểm cho riêng họ. Vậy thì tại sao các bạn không nghĩ Yến Lê đang trả lời rất nhiều câu sai, cuối cùng Yến Lê là cao thủ, Yến Lê sẽ được cộng 100 điểm, vẫn là người đấy, chiến thắng. Bây giờ hai anh phân tích đi. Tại vì vậy nè, lúc mà Yến Lê xem cái thẻ thì thấy cảm giác là thấy thở dài, như kiểu được rồi, không phải cao thủ là được. Vì thường những người vô cao thủ họ sợ diễn. Yến Lê khá thở phào nhẹ nhõm. Em hên xui thôi, cái này em đoán thôi. Cả anh Đăng cũng không phải. Em nghĩ anh Đăng phải là một người có cái chức năng nào đó khác thôi. Chị cao thủ có thể là em. Tại vì nãy giờ em sai mọi người. Em cũng sai nè. Cộng 100 điểm, anh sẽ mở ra rất nhiều hướng cho mọi người để mọi người có thể bình chọn thôi. Chứ còn thật sự là anh không có chĩa mũi dùi vào ai cả. Quang Đăng, nếu như được nghi ngờ em sẽ nghi ngờ ai? Nếu mà Hoàng Yến Chibi không phải là cao thủ á, nãy giờ mình bị trừ điểm rồi. Khá khá đấy. Bởi vì Hoàng Yến Chibi nãy giờ đã trả lời đúng nhiều. Mà hình như người thấp điểm nhất ở đây á là Kiệt đúng không? Mà vấn đề là loại Hoàng Yến chúng tôi vẫn chưa xác định được là cộng hay trừ. Sau khi chia sẻ xong, bây giờ sẽ là thời gian một lần nữa chúng ta sẽ bình chọn ai là cao thủ mà các bạn nghĩ. Nhắm mắt lại. Một lần nữa xin mời các bạn đưa tay về nhân vật mà các bạn nghĩ. Mất tình anh em quá anh ơi. Đây sẽ là cao thủ và chúng ta sẽ loại tiếp. Xin mời Quang Đăng, xin mời. Nhắm mắt nha. Yến Lê, em lựa chọn người mặc áo đen có đúng không? Xin mời các bạn mở mắt. Có một người nhận được hai sự bình chọn, đó chính là người mặc áo đen. Quang Đăng, bạn sẽ phải bị loại ngay bây giờ. Chúc mừng hai bạn, các bạn sorry cố gắng thôi Đăng. Chúc em ra về vui vẻ. Cảm ơn em. Rồi, xuống luôn. Đó, nói gì nữa.
Quang Đăng, một người chơi điềm tĩnh và có phần vô tư. Là tính cách thật hay anh đang làm tròn vai diễn cao thủ của mình? Liệu sự lựa chọn của Yến Lê và Tuấn Kiệt có thật sự đúng đắn?